Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang đến với chương trình của Shoptool. Và hôm nay đó là ngày 1 tháng 11 âm lịch, thì chắc còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta kết thúc năm. Thì đây là trong cái giai đoạn mùa thi công mà các anh đang rất là nhộn nhịp. Thì Shoptool có một chương trình từ đây cho đến cuối tháng rất là hấp dẫn. Hôm nay là bắt đầu mình sẽ sell off một số cái mặt hàng với giá 100.000 đồng một sản phẩm. Mời anh chị cùng xem. Đầu tiên là cái cạo góc vuông mini hai tay cầm, cái này chuyên mình để gá cái góc vuông, mình làm rất là nhanh. Cả này rất là dày, này mình đặt cái chất lượng cao dày. Đợt trước mình bán với giá cao hơn, hiện tại chỉ còn sale xuống là 100.000 đồng một cây. Này còn khoảng 20 cây thôi là đã hết hàng luôn, như là mình dọn kho. Tiếp theo là cái bộ đai đeo, cái này mình để đeo bắt cái súng, khoan pin hay bắt vít để mình tiện tay mình leo trèo lần hai tay nó sẽ an toàn hơn. Cái này cũng đồng giá là 100 ngàn một cái. Tiếp theo đó là cái vòng đeo tay có 500 để mình gá cả con vít, để mình thao tác cho nó dễ, nó rất là tiện tay. Cái này cũng 100 ngàn. Đây là cái đôi bao tay chống cắt và chống chống điện giật, đây là cấp điện luôn. Thì cái này mình đang cũng sell off giá 100 ngàn. Cái này mình review lại về cái chất lượng, nó là cái thun 4 chiều free size, có nghĩa là tay cỡ nào cũng vừa mà rất là khít, rất là dễ cầm nắm. Nó rất là an toàn bởi vì nó chống cắt rất là tốt. Đó. Dao rất là bén, nhưng mà dao cùng anh chị. Đó. Nhưng mà nó không bị gì hết. Nó cực kỳ tốt luôn. Rồi, găng tay này thì mình bán với giá mới là 100 ngàn một đôi bao tay. Còn đây là đôi bao tay cách nhiệt, dùng cho mấy anh mà chuyên hàng. Loại này thì mình cũng đã review rồi, nó chịu nhiệt rất là tốt. Nhưng mà nếu mà mình cố tình mà mình đâm cái bật nóng lên thường xuyên khoảng chừng 5 đến 10 giây với nhiệt độ cao là chắc chắn mình sẽ bị phỏng. Cái này ví dụ như mà mình hàn sắt hay là cái cầm nóng gì đó, dù hàn sắt đi mà nó có dính vô thì mình sẽ cảm nhận được hơi ấm, là mình lật lại là nó sẽ ra, không đi phỏng. Gần Tết rồi mà phỏng thì rất là khó làm việc. Đôi găng tay này cũng đồng giá là 100 ngàn. Rồi, đây là cái chương trình đầu tiên mình sẽ bóp trong cái mùa thi công. Cả góc vuông, tay đeo, cái 500 vòng tay và cái đôi găng tay chống cắt cách điện được luôn. Rồi, chương trình giới thiệu sản phẩm đồng giá 100 ngàn một sản phẩm đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi giờ phút này. Mọi nhu cầu xin vui lòng điện thoại số 0129397258258 hoặc đến địa chỉ 129 1-6 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, ngay sau lưng Thế Giới Di Động, và đường này xe lửa là tới ngay rồi. Cảm ơn chị tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.